Chị ở quận 11, chị làm nhân viên văn phòng. Thì cũng nghe bạn giới thiệu về cái sản phẩm này, chị cũng mới sử dụng đây được 8 tháng thôi. Hiệu quả nó rất là lẹ. Tại vì khi mà nghe bạn giới thiệu thì chị cũng ngại lắm. Tại vì hô là sử dụng chị nám da thì nó trong lúc sử dụng thì mình sợ nó giống như là bị thâm, bị chốc vỏ đó. Mình không có tiện mình đi làm được, nhưng mà chị cũng ráng sử dụng. Nhưng mà cái hiệu quả mà tác dụng lại với cái mỹ phẩm của em, của dòng sản phẩm này, nó không có giống như cái bản thân của chị. Mà của chị sử dụng thì chị cũng đi nói hỏi chuyên viên, thì cái da chị nó là lần đầu tiên mới thấy được là nó bị vàng da. Nhưng mà trong vòng 15 ngày, từ ngày đầu chị sử dụng tới 15 ngày thì cái da chị nó bị vàng đi hẳn luôn, chứ nó không phải là bị sạm xuống rồi bị bong da. Trong vòng 15 ngày thì nó vàng hẳn giống như nghệ. Vậy nên những người sau này mà có sử dụng cái dòng sản phẩm như chị nám da thì hãy bình tĩnh, đừng có sợ. Ban đầu mình cũng sợ nhưng mà từ từ nó sẽ mờ đi. Mình sẽ mờ đi là mình dùng thêm một cái sản phẩm nữa là chị ban đêm, thì nó sẽ từ từ mờ cái lớp vàng đó đi và cái lớp da sáng lên từ từ lại. Chị mới sử dụng được 8 tháng thôi. Bây giờ là được 8 tháng rồi hả chị? Như vậy chị đã chia sẻ là trước đó là chị bị nám. Có bị nặng lắm không chị? Nói chung nặng thì cũng không nặng, nhưng mà đã điều trị cũng nhiều lắm. Sử dụng dòng mỹ phẩm của Hàn Quốc và của đời ba. Nhưng mà cái dòng mỹ phẩm đó thì hình như nó không hợp với da mình. Thì sử dụng cái dòng này thì mới một phủ đầu thì nó đã có giống như làm như nó hợp da. Tùy theo cái cơ địa của mỗi người thì nó hợp lẹ hơn. Cảm giác là thì qua hũ thứ hai thì thấy nó tiến triển rõ ràng hơn, nên chị mới sử dụng có hai hũ kem dưỡng chống nắng với lại một kem dưỡng ban đêm thôi. Vâng, kính thưa quý vị, chị mới sử dụng 8 tháng thôi, nhưng mà khi Trà My đứng bên cạnh chị là có thể cảm nhận được làn da săn chắc cũng như là sự rạng ngời của chị, đúng không? Chị có thể thêm một chút nữa là chị có chia sẻ sản phẩm này với những người thân của mình không? Tí cũng xin chia sẻ với mấy bạn mà nếu mà có sử dụng mà nó bị như người chuyên viên nó nói là dòng bị nám da thì nó bị giống như nó bị đổi rồi mồi hay bị đỏ, bị bong da. Mà thêm một cái nữa như tiết bị là bị vàng da, thì các bạn cứ bình thường mà cứ vẫn sử dụng. Thì mình cảm thấy mình sử dụng xong buổi sáng mình vẫn thoa mặt đi, với cảm giác đi làm sẽ tự tin hơn. cũng sẽ được nhiều người khen, những người bạn như tiết cũng sử dụng hôm nay cũng có mấy bạn đi lại tới rất là nhiều. Để tại nhìn thấy mình như vậy người ta cũng muốn ngưỡng mộ cái mỹ phẩm để đi xem tới, nhưng mà mấy bạn tới chiều mới tới được. Được đẹp hơn nè, được tự tin hơn, rồi hạnh phúc hơn trong cuộc sống nữa. Đó cũng chính là ước mong mà Hoa hậu Elizabeth Bích Liên muốn mang đến cho tất cả các chị phụ nữ. Rất là cảm ơn chị đã đang được chia sẻ những đóng góp của mình cho Hoa hậu Bích Liên nói chung và cũng cho ngày hôm nay nữa. Hy vọng rằng sau ngày hôm nay thì chị sẽ sử dụng cho nhiều sản phẩm của công ty, tiếp tục ủng hộ, tiếp tục chia sẻ cho bạn bè để có rất là nhiều chị phụ nữ ngày càng đẹp hơn như chị. Xin được cảm ơn chị rất là nhiều.